Bây giờ chị cho vào nhé. À xô nhá, bây giờ con lại em phải tung lên cao nhá. 1, 2, 3. Chơi tiếp không? À bây giờ chị cho thay quả màu xanh nhá. Chị thích màu xanh cơ. Em thì cũng thích màu. Yeah. Chị thấy trò này hay cực. Chị không ngờ là chị lại mua được một cái trò chơi hay như này đấy. Chị mua ở cửa hàng của Nhật đằng kia đấy, đẹp cực kỳ luôn. À, em mới mua cái đấy, thổi bóng cho mẹ. Đúng không? Đó chơi em mua ở đấy đúng không? Đúng rồi. Ngồi đây. Bán đấy. Ừ, ở đấy bán nhiều lắm. Chị bây giờ đấy, chị có thấy không? Có, em ơi, đây nhá. Cái này em biết nó như nào không? Ở trong này là có bóng này. Và ở đây có hai cái van này. Mình thổi xong rồi mình nắp nó vào thì nó sẽ bay được như quả này. Đây này, các em nhìn này. Đấy, các em thấy không? Sáng nhỏ đi. Ai em ơi, các em nhìn nhá. Đây nhá. Ở đây là có những chiếc cánh này, bọn chị sẽ phải lắp thành chiếc cánh này. Xong sau đấy mình cho cái đầu vào quả bóng này, mình thổi quả bóng lên này. Xong mình lắp cái cánh vào này, mình thả ra này, nó sẽ bay. Đúng không? Gì nữa, chờ anh tay thổi nhá. À, vậy là chúng ta có 5 bước phải làm thì quả bóng của chúng ta mới có thể bay được em ạ. Bây giờ chị với bạn Xu làm thử nhá. Bọn chị vừa mới mua chơi, chưa chơi lần nào luôn. Nên bây giờ bọn chị sẽ phải thử luôn. À, để chị bóc nhá. Em bóc được mà. Từ từ để chị tìm đầu cho em bình tĩnh. Làm gì mà cứ có đồ chơi mới là bạn Xu của chúng ta cứ mềm mẩn mẩn mê. Cái đấy em biết bóc rồi. Chị còn xé mềm mà. Các em ơi, các em nhìn nhá. Wow, ở đây là có cánh này các em này. Cho em lắp nha chị. Đây là cái cánh này. Đây là cái cánh này các em này. À, cho em lắp. Đây là hai quả bóng này. Đấy. Đây còn cánh nữa. Đây. Có 4 cái cánh tất cả các em ạ. 3 cái. Ủa, có 3 cái thôi. Còn đây là cái đầu này. Đây là cái để lắp vào cái cánh vào này. Các em nhìn nhá. Bây giờ chị sẽ lấy thử một quả bóng. À, chúng ta phải lắp cánh vào nhau đã. Đúng rồi, bạn Su lắp đi. Em nhìn bạn Su sẽ lắp tất cả những cái cánh vào nhá. Wow, chị không ngờ là cái cánh của nó to như này. Chị cho xem vào trong cái hướng dẫn. Chị tưởng cái cánh của nó bé không. Bắt là cái cánh rất là to luôn. Sao lỏng thế? Đây chị giúp. Đây này, em ơi, ở đây nó có một cái khứa này. Đấy, chúng ta sẽ phải đưa vào đúng cái lẫy này. Biết. Đấy, bạn Su của chúng ta chưa kịp nhìn mà đã làm rồi. Đấy, đúng rồi. Còn đây các em nhìn nhá. Chị sẽ phải cho cái này vào đây. Và chị sẽ phải có nhiệm vụ thổi quả bóng lên. Bạn Su có thổi được không hay chị thổi? Ôi trời, như thế này thổi thế. Thổi á? Em ơi, hay chưa? Cái cánh này không những biết bay mà còn biết kêu như cái còi luôn. Bây giờ chị sẽ thử thổi cái này nhá. Cái này thổi rất là khó đấy. Ở đây, chị sẽ phải xoắn lại thì chị mới có thể đưa cái này vào được, đúng không? À, chị biết rồi, có khi là không khí vào ấy. Thì cái còi của chúng ta sẽ kêu. Bây giờ chị thả thử nhá. Các em ơi nhìn này. Ủa? Sao không bay này? Wow, bay rồi. Bây giờ chị biết cách rồi các em ơi. Đấy là lần đầu chị với bạn Su chưa biết cách rồi. Lần này chị sẽ biết cách. Đây nhá, bây giờ em thử. Chờ đi. Bây giờ chị biết cách rồi, chị sẽ phải cổ. Từ từ để chị thổi cái này. Xong cái sao em thổi nhá. Cầm vào đây. Cầm vào quả bóng lại bây giờ thả nhá. Các em ơi, các em nhìn nhá. Thả. Wow. Quả bóng bay nhanh đã mang các em ạ. Trò này hay đấy. Bây giờ chị với bạn Su sẽ làm lại lần nữa nhá. Chúng ta đứng lên chơi đi. Yeah. Để chị thổi quả này nữa. Chị em mình thổi cả hai quả. Để chị tháo nhá. Đây em thổi đi. Các em ơi, bây giờ để cho bạn Su thổi nhá. Bạn Su của chúng ta rất thích thổi luôn. Chị thấy trò này hay lắm đó nhá. Cứ ở đây. Chị sẽ thổi kèn. Hóa ra khi mà quả bóng bay lên kèn nó sẽ kêu đúng không? Đấy nhá. Bài á, sao ấy? Không bị làm sao đâu, bởi vì nó rất là chắc, không thổi được đâu. Để chị thổi cho em cầm ấy. Chị rất sợ. Ủa, chị rất sợ nổi bóng lên là chị không dám thổi to các em ạ. Bây giờ chị cho vào. Bà Su nhá, bây giờ con phải em phải tung lên cao nhá. 1, 2, chơi tiếp không? À bây giờ chị sẽ thay quả màu xanh nhá. Chị thích màu xanh cơ. Em thì cũng thích màu. Yeah. Chị thấy trò này hay cực. Chị không ngờ là chị lại mua được một cái trò chơi hay như này đấy. Đây Su bấm đây. Bạn Su không thổi được đây nào, chị sẽ lại thổi tiếp cho bạn Su nhá. Đây, thử em chỉ cần tung vào
Nào, khoan nhé, mà Su phải xông lên thì nó đấy, còi kêu nữa kìa. Một, hai, ba. Yeah. Trời ơi, thích chết. Nữa, ô này, biết thế chị em mình mua một quả bóng thật là to vào ấy. Nhờ, thì thổi nó mới được lâu. Ủa? Thì hay là chị bây giờ chị chạy ra chị lấy quả bóng to nhá. Đấy, thế em thổi cái này đi. Em thổi cái này đi, đợi chị một lát. Con em không thổi nữa mà. Đây là cái còi. Em ơi, chị vừa đi mua được quả bóng to chưa? Bây giờ chị sẽ thổi quả này to, chắc chắn là. Nhưng mà quan trọng là có vừa cái này không ấy. Chị sẽ có vừa không? Hay là mình phải cho cả lên nhá. Ừ, cho cả lên xong có được không? Chị nghĩ không được. Ồ, được ấy. Được các em ơi. Một ý kiến của bạn Xu rất là hay. Bây giờ chị thổi thử nhá. Ô, đây cho nó được bay được cao. Nhưng mà chị vẫn sợ lắm các em ạ. Quả này hai chị em mình theo một đuổi quả bóng này luôn. Một, hai. Bởi vì là bọn chị mới mua cái này chơi lần đầu nên bọn chị không biết. Là một, hai. Nhựa thôi các em, lại một lần nữa nhé. Đây à? Ừ. Này á, chị sẽ phải hay là chị lên nhờ ai quay thủ hộ ông chứ? Chị sợ quá. Cố lên, chị mà sợ. Wow, chị đã dặn hết mắt lại để có thể thổi được một quả bóng to nhất. Su ơi, quả này á, chắc nó sẽ phải bay rất cao. Nào bạn Su, chị với Su cùng nhau thả nhá. Nặng quá nó không bay được. Các ơi, bây giờ chị sẽ thổi vừa thôi. Các em ơi, dù quả to nó sẽ bay được lâu hơn nhưng mà nó nặng quá nên là nó không thể bay cao được. Bây giờ chị và bạn Du lại cho quả bé thôi. Cho quả bé cho nó bay cao chứ thích. Chị ấy cứu người ta quá. Ừ, cứu quả đấy to quá. Wow, chị thổi hết cỡ rồi. Có những bạn không sợ thì các bạn sẽ thổi được to hơn đấy, nhưng mà chị thì chắc là chỉ được thế đó. Nào Su, cho lần cuối chúng mình về đó. Một, hai, ba. Bây giờ chị bạn Su sẽ tung lại quả này nhá, vừa thổi à. Hai, ba. À đúng rồi các em ơi, bây giờ chị mới phát hiện ra một điều. Mình thổi càng to nó sẽ không bao giờ bay cao được. Bây giờ chị chỉ thổi một quả thật nhỏ thôi, không có bay nữa. Vừa chị thổi nhỏ tầm như này là nó bay cao, chị thổi to hết cỡ nó không bay cao. Nào Su nhìn này. Em thấy chưa quả này mình không được thổi cao, thổi to các em nhé. Vậy là quả to không có tác dụng thì chúng mình chỉ thổi bé thôi thì nó sẽ bay lên rất là cao, đúng không chị? Yeah. Xít nữa thì bay lên trên trời. Xít nó bay lên trên trời lần cuối thôi nhá. Vâng. Su cứ đợi trời mãi này mà. Ôi. Mà không phải bạn Su đâu, chị cũng thích cái trò này lắm bởi vì ngày xưa bọn chị không có cái trò này để mà chơi đâu nhé. Một lần duy nhất nữa. Nó hơi bị nhiều một lần rồi đấy. Lần cuối cùng hứa nhá. Hứa đi. Cầm xuống. Yeah, được rồi, một lần cuối cùng. Yeah, em cầm cánh đi, em thổi cánh đi. Thế này thôi em ạ, thế này nó mới bay được cao. Nhỏ hơn thì nó bay được cao. Nó bay ra là xuống như thế nào. Mà rất thú vị. Khi mà nó bay lên cao xong bay nhỏ nó càng cao hơn nữa, xong bắt đầu nó rơi xuống nó vẫn còn quay đúng không? Không là gì nó đi về. Không, đi về học bài, đi về học bài. Học bài xong đi bơi. Được, học bài xong mình lại chơi tiếp. Bơi đi. Yeah, bơi thôi. Hôm nay chơi thế thôi, hôm nay chơi nhiều. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.